Trong số các chủng cúm đang lưu hành, có một số chủng gây bệnh cho người, một số chủng gây bệnh cho gia cầm. Hiện nay ở nước ta, dịch cúm gia cầm đang bùng phát mạnh mẽ. Cúm gia cầm H5N1 trước đây gây bệnh ở một số loài gia cầm, thì nay đã thay đổi vật chủ lây sang người. Còn một số chủng cúm mới được ghi nhận tại Trung Quốc như H7N9, H10N8 thì chưa có bằng chứng lây từ người sang người. Năm nay thì cái biến chủng của virus cúm A lại có vẻ thay đổi rất nhiều. Thì chúng ta biết rằng cúm A thì có hai loại kháng nguyên H và N, có 15 kháng nguyên H và 9 kháng nguyên N. Cho nên hai cái kháng nguyên này tích hợp với nhau thì có thể dẫn đến nhiều loại chủng virus cúm A khác nhau. Và cho đến giờ phút này thì Trung Quốc cũng đã công bố những trường hợp cúm A H5N2 hoặc là H8N10 vân vân. Thì những cái chuyện đó vẫn là cái nằm trong cái khả năng của cái đột biến típ và cái tổ hợp của các cái típ kháng nguyên với nhau mà thôi. Theo các chuyên gia về truyền nhiễm, các vụ đại dịch cúm xảy ra khi xuất hiện một chủng cúm mới, lây lan dễ dàng từ người sang người và có nguy cơ gây tử vong cao. Năm 2009, đại dịch cúm AH1N1 có nguyên nhân từ cúm lợn và cúm chim lây sang người. Cùng với H1N1, biến thể cúm H3N2 cũng có thể lây từ người sang người. Khi nói đến bệnh cúm thì triệu chứng chung của bệnh cúm vẫn là nhiễm trùng của đường hô hấp cấp tính và tùy theo cái mức độ độc lực của virus mà có thể dẫn đến các cái tổn thương phổi nặng hay không nặng và tùy mức độ khác nhau, mà có những trường hợp thì diễn biến rất nhanh và rất nặng có thể dẫn đến tử vong. Dù ngành y tế đã có những nỗ lực chuẩn bị phương tiện và nhân lực để phòng chống dịch cúm, nhưng quan trọng nhất, mỗi người cần có những biện pháp để tự bảo vệ mình vì hiện chưa có vaccine đặc trị các chủng virus cúm này ở người.